Hôm thứ Hai, mùng 10 tháng 5, ông Jack Ma, Mã Vân, người sáng lập Alibaba, đã xuất hiện tại sự kiện Alizai. Cư dân mạng Trung Quốc phát hiện ra rằng, sau khi ẩn mình vài tháng, Jack Ma rõ ràng đã già hơn trước, các nếp nhăn trên da cũng thấy rõ hơn. Theo các kênh truyền thông Trung Quốc, tập đoàn Alibaba đã kỷ niệm ngày Alizai lần thứ 17 vào ngày mùng 10 tháng 5. Đây là ngày kỷ niệm được tập đoàn này thành lập để tưởng nhớ những khó khăn mà các nhân viên đã trải qua trong thời kỳ xa. Vào ngày này, tất cả các khu công nghiệp của Alibaba trên toàn Trung Quốc đều mở cửa cho công chúng và vừa qua ông Jack Ma, người đã lâu không xuất hiện, cũng xuất hiện tại trụ sở Alibaba ở Hàng Châu để tham gia lễ kỷ niệm. Từ những bức ảnh được đăng tải trên Internet có thể thấy, ông Ma mặc một chiếc áo phông xanh, quần tây trắng, dáng người gầy hơn trước, tóc mai điểm muối tiêu, trên trán và khóe mắt xuất hiện nhiều nếp nhăn sâu hơn và rõ hơn. Khuôn mặt ông trông gầy và già hơn trước rất nhiều. Trên tay ông Ma cầm cuốn cẩm nang cuộc sống số cho người cao tuổi và có một nhóm đàn ông mặc áo trắng bảo vệ xung quanh. Nhiều cư dân mạng đã bàn tán sôi nổi về điều này. Sao lại khác một chút nhỉ? Tự dưng thấy già đi rất nhiều, cuộc sống ngày càng thăng trầm, nhiều nếp nhăn hơn một chút. Kể từ khi ông Ma đưa ra những nhận xét chống lại hệ thống quản lý tài chính của Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái, việc niêm yết Enter Group đã bị chính quyền Bắc Kinh tạm dừng ngay lập tức. Kể từ đó, Jack Ma gần như biến mất khỏi truyền thông. Sau đó, Enter Group đã tiến hành cải chính theo yêu cầu bắt buộc của cơ quan quản lý tài chính. Alibaba cũng bị cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền và bị nhà chức trách phạt 18,2 tỷ nhân dân tệ, 2,75 tỷ USD. Các kênh truyền thông tiếng Trung ở nước ngoài cho rằng, lần này Jack Ma và công ty của ông đã bị chính quyền Trung Quốc thu gặt.